Thế thì điều gì ra cách thành công tốt đẹp nhất? Xin trân trọng cảm ơn. Xin được hân hoan chào đón tất cả quý thầy, quý cô cùng với các vị quan muốn chúng ta sẽ có một màn khởi động để cho cái trò chơi này của chúng ta được thành công hơn. Rồi. Rồi, xin mời tất cả quý thầy, quý cô cùng với tất cả các bạn học sinh mình cùng đứng lên được không ạ? Dạ vâng. Và ngay bây giờ thì xin mời các quý thầy chúng ta. Anh em có tin đâu mà anh em giờ lúc không nhau đi xe máy.